Đặt in ấm chén Bát Tràng làm sao cho chuẩn nhất. Bộ ấm chén Bát Tràng in logo đã trở thành món quà tặng không thể thiếu ở trong các hội nghị và sự kiện trong nhiều năm qua. Chúng ta có thể thấy các bộ ấm chén này từ vẽ tay, vẽ màu đến vẽ vàng lên trên sản phẩm. Và trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn quy trình sản xuất ra những bộ ấm chén này. Hầu hết tất cả các bộ ấm chén đều được sản xuất tại Bát Tràng với quy trình sản xuất và quy mô bán công nghiệp. Các sản phẩm ấm chén đều được sử dụng bàn in để có thể tạo hình, tạo dáng sản phẩm. Với việc sử dụng bàn in này sẽ tạo ra được các sản phẩm ấm chén với kích thước như nhau và có độ tròn đồng đều. Sau đó sản phẩm sẽ được phơi khô, xử lý bề mặt bằng nhiều công đoạn để làm sao cho có bề mặt mịn nhất. Với công nghệ in cá lăn thì sẽ tạo ra những chiếc đĩa của bộ ấm chén tròn hơn, mỏng hơn và không bị vênh. Sau đó thì người thợ sẽ tiến hành là vẽ lên trên bề mặt sản phẩm những hoa văn, họa tiết phục vụ theo yêu cầu của quý khách. Đối với các sản phẩm in logo thì người thợ sẽ dán lên trên bề mặt những chữ và hình ảnh của logo. Sau đó thì sẽ tiến hành cho vào lò ga để nung sản phẩm. Khi sản phẩm được nung xong hoàn thiện thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có chất lượng như thế này. Hiện nay Bát Tràng Chế Biến Pho là đơn vị cung cấp sản phẩm ấm chén in logo hàng đầu Việt Nam. Với xưởng sản xuất lớn, đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến in ấm chén. Các bạn có nhu cầu in ấm chén, hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất và có được những sản phẩm ấm chén in logo chuẩn nhất. Ở Bát Tràng sẽ có những loại hàng ấm chén loại 1, loại 2 và loại 3. Chúng tôi chỉ bán hàng loại 1 với chất lượng cao cấp nhất, không trộn hàng, không làm hàng giả, không trà trộn những mặt hàng kém chất lượng. Để đạt được bộ ấm chén in logo với chất lượng tốt nhất, hãy đến với bát tràng.info.